Kính chào quý khách. Quý khách muốn tư vấn về thủ tục hành chính hay muốn tư vấn về du lịch Bắc Ninh? Tư vấn về thủ tục hành chính. Quý khách muốn làm thủ tục hành chính hay muốn tra cứu thủ tục hành chính? Làm thủ tục hành chính. Xin quý khách đọc tên hoặc thường trú để chọn trên màn hình bên cơ quan cung cấp dịch vụ dưới đây. Sở Giao thông Vận tải. Mời quý khách nhận phiếu số thứ tự và đến cửa dịch vụ Sở Giao thông Vận tải để chờ được phục vụ. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Kính chào quý khách. Quý khách muốn tư vấn về thủ tục hành chính hay muốn tư vấn về du lịch Bắc Ninh? Du lịch Bắc Ninh. Đây là chương trình giới thiệu và quảng bá du lịch của Bắc Ninh. Quý vị muốn biết về tổng quan du lịch Bắc Ninh hay muốn tìm hiểu về một địa điểm du lịch cụ thể nào? Chùa Bút Tháp. Mời quý vị xem clip giới thiệu. Kính chào quý khách, mời quý khách xem hướng dẫn trên màn hình và cho biết tên bài hát hoặc tên bộ phim. Đừng như thói quen. Kính chào quý khách, đây là chương trình thông tin quảng bá. Mời quý khách xem danh sách trên màn hình và nói tên hoặc bấm chọn để xem clip. Cửa hàng MC. Mua sắm vô cùng nhanh chóng, chỉ cần để thẻ cào và đến mức chọn sản phẩm, bạn sẽ có ngay sản phẩm chỉ trong vòng 2 thao tác thì chưa đầy 2 giây. Vui vẻ và giải trí cùng Superbox 4.0. Bạn có thể xem phim, karaoke thông gọn, chỉ cần là gì bạn muốn. MC là mua sắm thông minh, đơn giản, tiện lợi, vừa tiện lực và nhanh chóng. MC nắm nghề thường.